Vâng, xin kính chào anh chị em nhà đầu tư. Như vậy là chúng ta đã đi qua phiên giao dịch đầu tiên sau ngày kỳ nghỉ lễ, đó là phiên giao dịch của ngày 4 tháng 5 của năm 2022. Và thị trường hôm nay thì cũng diễn ra theo đúng những khuyến nghị của Fed và nhận định thị trường của Fed. Thị trường hôm nay đã có phiên mà chúng ta có thể nói là lấp gáp. Hay đơn giản là chúng ta sẽ thấy là thị trường sẽ cần những phiên như thế này để đảm bảo cân đối về cung cầu trên thị trường, và sau đó thị trường sẽ ổn định và đi theo đúng quy luật của nó. Và như trong những cái buổi trao đổi hôm trước về liên quan nhận định thị trường ngày 4 tháng 5 của năm 2022 thì em cũng nói rồi, cũng trao đổi rất rõ rồi, và thị trường hôm nay cũng đi theo đúng những cái gì mà em đã nhận định. Nên anh chị em yên tâm là chúng ta vẫn theo những kế hoạch chung của chúng ta và thị trường của chúng ta vẫn diễn ra đúng quy luật khách quan của nó. Và bây giờ chúng ta cùng quay lại để nhận định thị trường và xem trong phiên ngày mai, ngày 5 tháng 5 của 2022 sẽ ra sao. Đầu tiên chúng ta sẽ đến những cái gì mà Ed đã nhận định và khuyến nghị cho anh chị em trong phiên ngày 4 tháng 5 của năm 2022, phiên ngày hôm nay, để chúng ta hướng tới phiên ngày mai, ngày 5 tháng 5 của năm 2022. Và trong chiều nay, ngày 7 tuần sáng nay, thì Ed cũng trao đổi với anh chị em rất rõ rồi, là thị trường hôm nay thì cần lấp gáp. Thị trường cần lấp gáp quanh vùng này 1350, 1360. Và buổi sáng hôm nay thì anh chị em đã thấy rồi. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng quay lại để xem buổi sáng thị trường đã lắp gáp và phiên buổi sáng ra sao. Anh chị em đã thấy rằng chào em nhận định rất rõ là thị trường cần test lại. Thị trường cần test lại đã lấp gáp. Lấp gáp vùng 1350, 1360. Anh chị em chúng ta cùng xem là 1350. Một 360. Và xuyên suốt trong buổi hôm nay thì anh chị em đã thấy thị trường đã có lúc lấp gap về vùng này. Anh chị em đã thấy bùng hay đã khuyến nghị đó là 1350 thì một đây 1350, 1360. Thì hôm nay thị trường trong phiên sáng thì thị trường đã về lúc chúng ta nhìn thấy ở đây, đó là 1351, 1351 điểm. Và sau đó thị trường lại hồi phục đây 1364. Anh chị em đã thấy rất rõ ràng rồi. Như vậy là trong phiên sáng thị trường lấp gap. Lấp gap quanh 1350, 1360. Như vậy là nó cũng rất sát với cái gì mà em đã trao đổi với anh chị em trong phiên trước. Nhận định thị trường về phiên 4 tháng 5 là phiên ngày hôm nay, thị trường cần lấp gap về vùng này. Như vậy là anh chị em đã thấy thị trường đã lấp gap phiên buổi sáng. Còn phiên buổi chiều chúng ta cùng xem và em đã khuyến nghị cái gì. Ở đây em nói rất rõ. Là VN-Index lấp gap xong. Nhưng vẫn cần, anh chị em nói, nhưng vẫn còn một vài nhịp rung lắc. Như anh chị em đã thấy là thị trường vẫn còn phải rũ bỏ về 1350, 1360 để rũ bỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ. Rũ bỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ trước khi xu hướng hồi phục và tăng điểm. Trước xu hướng hồi phục và tăng điểm. Như vậy anh chị đã thấy là hôm nay thị trường đã rũ bỏ về 13, chúng ta đã thấy 1348. 1348 có nghĩa là so với mốc anh chị em có thể thấy 1350, có nghĩa nó giảm tận 2 điểm. Tức là em đã nhận định cho anh chị em rất sát với tình hình thực tế đã diễn ra. Thị trường đã về giảm mục 1348, có nghĩa là em nhận định rất sát và chỉ kém có 2 điểm thôi. Như vậy là thị trường trong phiên ATC đạp xuống thêm và về 1348, nhỏ hơn cái mốc mà em đã cho anh chị em là 1350. Nó cũng rất sát với cái mốc mà em đã cho anh chị em rồi. Như vậy là chiều hôm nay đơn giản là thị trường có thể giảm vùng này. Phiên sáng thì 1351, phiên sáng là 1351. 1351 chuyển lớp gap thôi. Để lớp gap.
1351 để lấp gap là lấp gap 1350. Sau đó hồi phục với 1364. Hồi phục 1364. Nhưng phiên chiều thì em đã nói rất rõ rồi. Mặc dù là chiều hôm nay rất nhiều anh chị em có thể theo dõi, chúng ta thấy rằng là phiên sáng đã lên 1364 rồi. Ngày phiên chiều lên 1364. Rất nhiều anh chị em có thể nói ra là thị trường hôm nay, chiều hôm nay hồi phục ngay. Thị trường có thể về lại ngay mức 1380 rồi 1400. 1400 hay 1380. Nhưng em nói rất rõ rồi. Mặc dù là VN-Index lấp gáp xong nhưng vẫn còn một vài nhịp mà rung lắc quanh những mốc hỗ trợ này, về những mốc này. Mục đích chính là gì? Để rũ bỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ, rũ bỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ trước xu hướng hồi phục và tăng điểm, trước xu hướng hồi phục và tăng điểm về 1400, về 1400 và 1433. Anh sẽ để thấy như vậy thị trường đã diễn ra đúng những cái gì em đã khuyến nghị chị em. Và phiên chiều hôm nay thì chúng ta thấy, anh chị em đã thấy chiều hôm nay thị trường đã về cái mốc thấp nhất mà chúng ta thấy, đó là 1348. 1348. Còn em khuyến nghị cho anh chị em là gì? Về mốc hỗ trợ 1350. Còn thị trường hôm nay thì anh chị em đã thấy thị trường đã về 1348. Như vậy là em khuyến nghị cho anh chị em mà nhận định thị trường của em cho anh chị em rất xa, chỉ có chênh lệch có hai điểm thôi. Như vậy là rất xa với thực tế rồi. Buổi chiều hôm nay anh chị em đã thấy rồi, về mốc quanh đây anh chị em đã thấy phiên chiều đã có một lát lên vùng này, anh chị em đã thấy rất rõ là 13:12, 13:12 lên mốc này, đó là mốc 1364. 1364. Sau đó thì giảm điểm liên tục, dùng lắc và giảm điểm liên tục. Những nhịp rũ bỏ rất rõ. Đa phần chúng ta thấy là đến từ những cổ phiếu trụ và sau đó là những cổ phiếu đầu cơ. Dòng tiền bị rút ra. Chúng ta chờ xem có sự thay đổi nào ở đây không. Nhưng chúng ta đã thấy thị trường đã đi đúng theo những cái gì mà em đã nhận định và khuyến nghị cho anh chị em. Thị trường đã về lại mốc này 1348 rồi 1688. Như vậy là rất sát với cái gì mà thực tế diễn ra. Mốc 1350. Như vậy ngày mai sẽ nào? Chúng ta cùng chờ xem. Một lát nữa chúng ta sẽ chuyển sang vào thị trường ngày mai sẽ ra sao. Và hôm nay thì anh chị em đã thấy rồi, một số cổ phiếu mà em đã khuyến nghị cho anh chị em từ phía trước rồi. Anh chị em về hôm nay với quà của anh chị em đã đủ thế bà rồi. Rất nhiều anh chị em cầm vào, anh chị em có thể mua vào đến đoạn này, anh chị em cầm có thể hai nhịp vào, anh chị em đã vào hai vòng mới vào rồi. Vậy hôm nay vào vòng nữa, như vậy là anh chị em yên tâm mà chúng ta đã đủ thế vào, anh chị em hai vòng mà chúng ta đủ thế vào. Và hôm nay thì kết thúc phiên buổi sáng thì vô tạ tăng là 4.46 điểm, 4.46%. Và SHB tăng là 3.68%. Và Liên Việt Quốc Banh tăng là 2.74%. Như vậy các cổ phiếu mà em đã cho chị em tăng rất tốt, vào tăng 7%, vô tăng 4.46%. SHB tăng 3.68%, Liên Việt Quốc Banh tăng 2.74%. Và những cổ phiếu này thì anh xem để ý là chúng ta nắm giữ và chờ T3 về. Đoạn này chúng ta vẫn giữ đúng nguyên tắc, đó là quanh 5-10%. À, 10% anh xem có thể chốt lời. Anh chị em có thể chốt lời quanh 5-10%. Còn các cổ phiếu đã về, một số anh chị em mua một số cổ phiếu đã về. Anh chị em nếu cổ phiếu, một số cổ phiếu có thể là anh chị em mua những cổ phiếu khác. Hoặc rất nhiều cổ phiếu chúng ta về T3
nếu âm từ 5 đến 7%, nếu âm đến 5 đến 7%, anh chị em cũng cắt lỗ. Chúng ta phải giữ đúng nguyên tắc. Thị trường chưa tạo một cái trend đi lên chắc chắn được, nên đoạn này chúng ta vẫn đánh với T cộng, đó là T cộng 3. Anh chị em để ý, đoạn này chúng ta vẫn ưu tiên T cộng 3. Ưu tiên T cộng 3. Hàng về đủ T3, anh chị em có thể lời được quanh 5 đến 10%, anh chị em có thể cân nhắc chốt lời. Nếu hàng về mà chẳng may cổ phiếu là xuống âm 5 đến 7%, anh chị em giữ đúng nguyên tắc. Chúng ta bắt buộc là chúng ta phải giữ đúng nguyên tắc. Âm 5 đến 7% chúng ta phải cắt lỗ. Anh chị em không cố chấp. Trong 100 trận đánh thì chúng ta chắc chắn là chúng ta hy vọng là chúng ta thắng đến 60 đến 70%. Còn lại chúng ta phải chấp nhận 30 đến 40% là 30 đến 40 trận đánh chúng ta có thể thua, nên chúng ta phải hạn chế việc thua lỗ là tối thiểu để tránh cái việc thua lỗ thêm. Đây là một bài toán xác suất trên thị trường, không thể 100% cổ phiếu chúng ta về đều có lời hết cả. Thay vào đó chúng ta phải giữ đúng nguyên tắc. Chính vì vậy nguyên tắc trên thị trường chứng khoán của chúng ta đó là nguyên tắc số 2 của chúng ta. Nguyên tắc số 1 chúng ta để dùng là bảo toàn vốn. Nguyên tắc số 2 là cắt lỗ và chốt lời. Anh chị em hết sức để ý. Cắt lỗ chúng ta giữ đúng nguyên tắc cắt lỗ là âm 5 đến 7%. Một số anh chị em có thể chúng ta để 8%, âm 8%, nhưng chốt lời đoạn này chúng ta phải giữ đúng nguyên tắc. Chúng ta lại 5 đến 10% chúng ta chốt lời. Để đảm bảo rằng chúng ta chốt lời không bao giờ sai. Tránh việc những phiên thị trường dùng lại thị trường xuống chúng ta lại mất hết lợi nhuận. Và sau đó trở lại âm lại thì chúng ta bán thì anh chị em lại trở về cái vạch xuất phát. Chúng ta lại tạo tâm lý áp lực của chúng ta. Do vậy chúng ta giữ đúng nguyên tắc T cộng 3 hàng về. Chúng ta lại 5 đến 10% chúng ta cân nhắc, chúng ta hạ tỷ trọng, chúng ta chốt lời từng phần. Còn nếu cổ phiếu âm 5 đến 7% chúng ta kiên quyết chúng ta cắt. Để đảm bảo rằng cái tỷ lệ thua lỗ là thấp nhất và thay vào đó tỷ lệ chiến thắng của chúng ta là cao nhất mà chúng ta gia tăng lợi nhuận. Để đảm bảo rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào anh chị em vẫn có thể chúng ta chiến thắng thị trường. Thay vì chúng ta chờ một trend dài lên 20-30% thì hiện tại thị trường vẫn cho phép chúng ta 23%. Chúng ta cứ cân nhắc, chúng ta giữ đúng nguyên tắc của chúng ta. Như vậy là những cổ phiếu SCR anh chị em, rất nhiều cổ phiếu đã về và rất đẹp rồi. Có những cổ phiếu gọi là T0, thì T1, T2, T3 anh chị em quan sát để khi hàng T3 về anh chị em cân nhắc để chúng ta quyết định cụ thể cho từng cổ phiếu một. Mỗi một giai đoạn khác nhau S đều có chiến lược cho anh chị em khác nhau, để anh chị em cố làm sao chúng ta sẽ có lợi nhuận tối ưu nhất có thể. Thay vào đó thì hạn chế thua lỗ. Anh chị em cố gắng là chúng ta giữ đúng nguyên tắc, chúng ta không cứng nhắc. Nếu anh chị em cứng nhắc và cố chấp thì thị trường chứng khoán nó không như vậy. Thị trường chứng khoán lúc nào cũng năng động, lúc nào cũng vận động. Do vậy chúng ta cứng nhắc thì sẽ khó đi cùng thị trường được. Nên anh chị em cố làm sao chúng ta giữ đúng nguyên tắc. Và chúng ta bao giờ cũng thế, chúng ta biến đổi phù hợp cho từng giai đoạn một. Đấy là cái quan trọng nhất. Dị bất biến, ứng vạn biến. Chúng ta quan trọng nhất là mỗi giai đoạn chúng ta sẽ có quyết sách cụ thể trong từng giai đoạn khác nhau. Chúng ta cùng quay trở lại thị trường để chúng ta xem là phiên ngày mai chúng ta sẽ hành xử ra sao đối với thị trường. Hôm nay anh chị em đã thấy VN-Index đã giảm về mùng 1/3/8, đúng như khuyến nghị của em là 1/3/50. 1/3/50. Như vậy là khuyến nghị của em và nhận định thị trường của em rất sát với thị trường. Thị trường đã về 1/3/48, còn em nhận định là thị trường sẽ về 1/3/50. Như vậy là khuyến nghị của em rất sát với thị trường. Và anh chị để ý hôm nay, VN30 giảm đến 27.72 điểm. Như vậy chủ yếu là chúng ta nhìn thấy cái việc hôm nay VN30 giảm điểm là chủ yếu. VN30 chịu tác động chung làm cho thị trường giảm điểm. Và đoạn này VN30 làm nhiệm vụ điều tiết thị trường. Chủ yếu là nhiệm vụ điều tiết thị trường đảm bảo về mặt cung cầu. Anh chị nhìn thấy hôm nay thị trường giảm điểm, chúng ta để ý này, thị trường giảm điểm, như anh chị nhìn thấy
hôm nay chỉ có 14.000 tỷ được giao dịch thôi. Như vậy anh chị đã thấy cái việc thị trường giảm điểm, nhưng khối lượng giao dịch anh chị nhìn thấy không hề tăng lên. Như vậy là nhà đầu tư hiện tại bây giờ được gọi là cạn cung rồi. Chúng ta chỉ chờ những phiên như này, chúng ta thăm dò dần, chúng ta gia tăng trị trọng dần. Và Ed vẫn khuyến nghị anh chị em đó là mua khí tượng trường giảm và chúng ta chờ tỷ bà về, chúng ta có lời 5 đến 7%, 10% chúng ta chốt lời. Như vậy là trong giai đoạn này em vẫn giữ nguyên khuyến nghị của em, đó là đánh T cộng 3 và chốt lời từ 5 đến 10%, xoay quanh 5 đến 10% để chúng ta đảm bảo tối ưu và nhất lợi nhuận của chúng ta, và cắt lỗ vẫn giữ đúng nguyên tắc âm 5 đến 7% để tránh cái việc thua lỗ thêm. Đấy là cái quan trọng nhất, đảm bảo nguyên tắc số 1 và nguyên tắc số 2. Nguyên tắc số 1 là bảo toàn vốn, nguyên tắc số 2 là chốt lời và cắt lỗ. Đấy là cái mà anh chị luôn phải cân nhắc. Và hôm nay thì trường đi đúng theo những cái gì mà anh nghĩ VN30 dùng điều tiết thị trường. Và anh chị em để ý đó là cổ phiếu BAM. BAM hôm nay là chị đã thấy BAM là dư chẳng rồi. Chúng ta nhìn thấy BAM dư chẳng 888, 8 chiếc cổ phiếu. Như vậy chúng ta thấy BAM hôm nay là dư chẳng. Và cổ phiếu bao hôm nay của chúng ta về đúng không? Anh chị em đã về hôm nay là về T cộng 3 rồi. Có một số anh chị em mua xong, chúng ta có thể có T cộng 2. Thì trong phiên mai nữa, thì chúng ta thấy là hàng T cộng 2, T cộng 3 anh chị em về rồi. Chúng ta cân nhắc. Chúng ta bắt đầu có thể anh chị em cân nhắc, chúng ta chốt lời không mở sai. Trong mỗi giai đoạn khác nhau, chúng ta sẽ có quyết định khác nhau. Và chúng ta chuyển sang những tô cổ phiếu ảnh hưởng chủ yếu đến VN30. Chúng ta đã thấy hôm nay tô cổ phiếu đứng đầu là BAM. Em đã khuyến nghị cho anh chị rất rõ rồi. Hôm nay chúng ta thấy là GAT, Bảo Việt, SHB, PNG, thế gì gì đó. Đây là những cổ phiếu mà em đã cho anh chị rất nhiều rồi. Và những nhịp phía trước anh chị em đã thấy S đã cho anh chị em phía trước rất nhiều rồi. Nên anh chị em cố làm sao chúng ta giữ đúng nguyên tắc. Trong những phiên tiếp theo, những cổ phiếu này có thể dùng tiếp tục được dùng để điều tiết thị trường. Nên anh chị em đã thấy là những cổ phiếu này vẫn được dùng để điều tiết thị trường. Nên anh chị em đã giữ đúng nguyên tắc. Chúng ta vẫn không khác những cổ phiếu bình thường. Chúng ta vẫn giữ đúng nguyên tắc, chốt lời và cắt lỗ đúng nguyên tắc. Còn hôm nay anh chị đã thấy thị trường là có phiên giảm điểm chủ yếu là đến từ VN30, chủ yếu tác động là nhiều vào VN30. Còn chúng ta đã thấy bất động sản giảm đó là 1.45%, chăm sóc sức khỏe là giảm 2.07%, công nghệ thông tin giảm là 0.59%, và chúng ta sẽ thấy ở đây là nói là dịch vụ tiện ích tăng 2.64%, tiêu dùng là trong tăng 0.15%, năng lượng là tăng 0.87%, còn nguyên vật liệu cũng giảm và tài chính cũng giảm. Tài chính giảm đến 2.82% và nguyên vật liệu giảm là 3.24%. Như vậy anh chị nhìn thấy toàn bộ thị trường hôm nay đều giảm điểm cả. Và VN30 giảm 27.72 điểm. VN30 giảm 27.72 điểm và VN-Index giảm là 18.12 điểm. Như vậy thị trường hôm nay chúng ta thấy rất rõ, chủ yếu là tác động bởi VN30. VN30 làm cho việc thị trường, những cổ phiếu khác cũng bị giảm điểm theo. Chúng ta thấy rất rõ điều này. Những cổ phiếu đóng góp và giảm điểm, chúng ta nhìn thấy GVR, MVBank, Masan, Vinamilk, CTG, VIB, VPBank, Vietcombank, Hòa Phát và Techcombank. Đây là những cổ phiếu anh chị thấy gần như những cổ phiếu này đến từ VN30. Như vậy VN30 đóng góp chủ yếu cho việc làm thị trường giảm điểm. Chúng ta nhìn thấy VN30 đóng góp cho việc thị trường giảm điểm rất nhiều. Ngoài ra thì chúng ta thấy một số cổ phiếu đóng góp cho việc tăng điểm, như chúng ta thấy GAT rồi.
bằng SHB rồi SHB Bảo Việt Liên Việt Quốc Bank. Đây là những cổ phiếu mà em đã khuyến nghị hết anh chị em rồi. Nên anh chị em yên tâm là chúng ta nắm giữ, chờ thầy bảo về, chúng ta cân nhắc, chúng ta chốt lời. Còn hôm nay VN30 chủ yếu là tác động đến VN đây và làm cho VN giảm điểm. Mục đích chính là test lại. Test lại. Chúng ta đã thấy rồi. 13 thị trường cần test lại 1340. Rồi chúng ta sẽ thấy ngày mai nữa, trong phiên ngày mai. Như em đã nói hôm nay rất rõ là 1350. Và thị trường là test lại 1350 về cái vùng 1348. Do vậy anh chị em mới thấy những cổ phiếu trụ là những cổ phiếu dẫn dắt thị trường và làm cho thị trường có thể giảm, có thể tăng, nhưng như thị trường vẫn được giữ nguyên. Chúng ta để ý những việc này, tránh việc chúng ta cứ nhìn thấy VN30 giảm mà chúng ta nói tất cả đều giảm hết. Không phải. VN30 làm nhiệm vụ dẫn dắt thị trường, giữ nhịp cho thị trường, có thể chúng ta test cùng test cầu. Anh chị em để ý hôm nay mặc dù là thị trường giảm điểm nhưng khối lượng giao dịch dòng tiền rút ra rất ít, nên này chị em yên tâm thị trường đang tạo đáy quanh đây và chủ yếu là VN30 làm nhiệm vụ điều tiết thị trường, nên anh chị em cũng không cần quá lo lắng gì cả. Một số cổ phiếu đầu cơ thì anh chị em đã thấy rồi, một số cổ phiếu đầu cơ thì có thể bán ra rồi bị chốt lời. Đoạn vừa rồi rất nhiều cổ phiếu đã lên một đoạn dài được khoảng 15-20%, anh chị em đã chốt lời rồi, chốt lời qua các phiên. Hiện tại bây giờ là chốt lời quá thôi, làm cho cổ phiếu giảm sàn, đặc biệt là nhóm FLC. Anh chị em để ý nhóm FLC. FLC có phiên mấy phiên trước đã tăng kịch trần, đến bây giờ FLC đã trả lại điểm cho thị trường. Nên anh chị em đánh hàng đầu cơ, anh chị em hết sức để ý. Hàng đầu cơ anh chị em không nên tham lam. Chúng ta giữ đúng nguyên tắc, chúng ta mua vừa phải với tỷ lệ nhỏ thôi. Đảm bảo rằng là khi cổ phiếu xuống chúng ta vẫn có thể bán được hàng, thay vì chúng ta chờ sàn, ta nhìn giá sàn của chúng ta không bán được. Đấy là cái mà em bao giờ thế muốn nhắn gửi để chị em. Hàng đầu cơ lên thì nhanh, nếu mà chúng ta tham lam quá thì hàng đầu cơ sẽ là con dao hai lưỡi của chúng ta. Chúng ta chuyển sang biểu đồ chart để chúng ta xem. Chúng ta cùng đi qua một số cổ phiếu mà em đã khuyến nghị cho anh chị em ngày hôm nay. Chúng ta thấy bảo bảo tăng rất đẹp. Bảo ngày mai nữa, bảo lên vùng này. Bảo lên 14.5, 14.5, bảo lên 14.5. Anh chị em có thể chúng ta cân nhắc chút. Bảo có thể lên 14.5, lên về bảo. Anh chị em có thể chốt lời cân này rồi. Anh chị em có thể chốt lời với bao phải dùng này. Trong phiên ngày mai, anh chị em có thể cân nhắc chúng ta chốt lời với cổ phiếu bạc, chốt lời từng phần với cổ phiếu bạc để đảm bảo rằng chúng ta có lợi nhuận đã. Còn chúng ta chuyển sang một cổ phiếu khác. Chúng ta chuyển sang cổ phiếu vô. Ok anh, chị em đã thấy. Anh xem cố gắng làm sao chúng ta chờ tế bào về. Vô chờ tế bào về. Vô có một kháng cự rất mạnh ở đây. Đó là 18.71. 18.7. Anh chị em có thể chốt lời. Đối với cổ phiếu này. Đối với cổ phiếu vô. Anh chị em có thể chốt lời quanh 17.8, 18.7. Chúng ta cùng đến với một cổ phiếu khác. Cổ phiếu SHB.
SHB hôm nay thì SHB đã có phiên tăng 2,45%. SHB tăng 2,45%. Anh chị em có thể nhìn thấy. Dòng tiền đang vào SHB rất nhiều. Bull đang tăng. Anh chị nhìn thấy histogram và si cắt lên. Cổ phiếu đang đi lên. Hôm nay chúng ta đã thấy SHB hôm nay. SHB tăng là 2,45%. Và SHB chúng ta có thể thấy lên lại vùng này. Anh chị em có thể thấy lên lại vùng này 18.5. 18.5, anh chị mua được quanh 16 rồi. 16 là 18.5, chúng ta được hơn 10%, chúng ta có thể chốt lại. Chúng ta có thể chốt lời với SHB quanh 18.5. Sau đó nữa là mốc tiếp theo là mốc 22. Như vậy anh chị em để mốc 18.5 và mốc 22. Anh chị em cố gắng để ý vào hai mốc này. Chúng ta chuyển sang một cổ phiếu khác. Đó là cổ phiếu Liên Việt Quốc Bạch. Liên Việt Quốc Bank cũng giống như SHB. Anh chị em để ý rất rõ. Dòng tiền vào Liên Việt Quốc Bank rất nhiều. Histogram thì đây. Rồi, gồm tăng. Cổ phiếu đi lên. À, chúng ta đã thấy kết phiên hôm nay, Liên Việt Quốc Bank, mặc dù thị trường giảm, nhưng Liên Việt Quốc Bank đã tăng tới mốc đó là 2,44%. Như vậy là Liên Việt Bank phiên sau nữa mình việc bành lên vùng này 18.3 và vùng này đó là 21.8. anh chị em có thể chốt lời. Anh chị em có thể chốt lời đối với liên vực của bành. Như vậy là những cổ phiếu mà em đã khuyến nghị cho anh chị em đã mua được thì chúng ta cân nhắc để chúng ta chờ tới bảo về chúng ta có thể chốt lời những cổ phiếu này. Chúng ta chuyển qua một số dòng cổ phiếu khác nhau. Đầu tiên chúng ta đến với dòng đạm. Dòng đạm thì em đã nói với anh chị em rất nhiều, rút củ thấy nổi. Hôm nay thì anh chị em đã thể hiện rất rõ việc này, rút củ thấy nổi. Dòng tiền rút củi đáy nổi rất rõ. Chúng ta thấy MACD phân kỳ âm. MACD phân kỳ âm. Còn trend vẫn một cái trend đi xuống. Dòng tiền đi ra. Ed đã nói rút củi đáy nổi rất rõ. Trong các video trước thì em cũng nói rồi, đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ đều giống nhau, đó là rút củi đáy nổi. Đây là bài mà em đã nói với em rất nhiều rồi. Rút củi đáy nổi đối với đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ. Dòng đạm đã gần như là dòng tiền đã rút ra để chuyển sang một số dòng khác. Một số anh chị em có thể thấy rằng là doanh thu lợi nhuận của đạm Cà Mau trong quý 1 có thể tăng. Nhưng bản chất anh chị em đã thấy, nếu anh chị em hiểu vĩ mô, nếu giá đạm tăng thì anh chị em đã thấy người nông dân không có đạm để sản xuất. Mà phân đạm là nguồn chính cho việc sản xuất nông nghiệp của chúng ta.
nếu mà giá lân đạm càng tăng lên, làm cho việc lạm phát sẽ tăng lên, người nông dân sẽ không mua đủ tiền để mua đạm. Thay vào đó anh chị nhìn thấy phần đạm giả đã xuất hiện. Và điều đó đã ảnh hưởng đặc biệt đến người nông dân và đảm bảo cái việc an ninh lương thực của chúng ta. Và do vậy trong sắp tới nữa, anh chị đã thấy rất nhiều chính sách sẽ được đưa ra đảm bảo được cân đối cung cầu. Chúng ta thấy cái việc hạn chế xuất khẩu là một ví dụ điển hình. Còn sắp tới nữa thì rất nhiều vấn đề khác đối với dòng đạm và một số dòng khác. Đây là đảm bảo việc điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Hiện tại chính phủ Việt Nam làm rất tốt điều này. Nên anh chị cố làm sao anh chị để ý về kinh tế vĩ mô. Vậy đấy mới là cái quy định. Không phải chúng ta phù mô theo bất cứ một nhóm nào, hay phù mô theo bất cứ một thông tin nào khác. Anh chị em phải để ý. Tại sao là như vậy? Bởi vì đây là hoàn toàn phụ thuộc vào vĩ mô. Kinh tế vĩ mô. Đây là liên quan đến kinh tế vĩ mô. Vì kinh tế vĩ mô sẽ quyết định. Nên anh chị em cố gắng để ý. Chứng khoán là phong vũ biểu của nền kinh tế. Do vậy chứng khoán sẽ đi trước nền kinh tế từ 3 đến 6 tháng. Nên mọi thứ của kinh tế vĩ mô sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và đều thể hiện qua thị trường chứng khoán. Nên anh chị em để ý những thông tin liên quan đến vĩ mô, giả sử dòng đạm, dòng dầu khí và một số dòng khác, anh chị em hết sức để ý. Chúng ta phải hiểu về kinh tế vĩ mô để chúng ta có thể chúng ta vận dụng trong từng trường hợp cụ thể làm sao cho phù hợp. Và đạm Cà Mau chúng ta đã thấy S nào đủ rất nhiều rồi. Đạm Cà Mau là rút củi đáy nổi. Nên anh chị em cũng không vội vàng gì cả. Chúng ta chờ xem liệu có tạo đáy test đáy được đầy hay không. Hay đơn giản là cổ phiếu sẽ gãy và giảm. Giảm tiếp tục thì có thể về 24 đến 28. Nên anh chị em hết sức để ý đối với đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ. Chúng ta cùng đến với đạm Phú Mỹ thì sao? Hôm nay anh chị em đã thấy đạm Phú Mỹ cũng vậy. Đạm Phú Mỹ cũng rút củi đáy nổi. Cổ phiếu mặc dù dòng tiền vẫn đi ngày đến ngày thì thực chất đã giảm rất nhiều. Histogram vẫn phân kỳ ổn và rút củ đáy nổi rất rõ. Và chính sách vĩ mô chúng ta thấy đối với dòng đạm chúng ta phải điều tiết và kiểm soát chặt chẽ, tránh cái việc giá đạm tăng đột biến ảnh hưởng đến sản xuất, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và làm cho kinh tế vĩ mô của chúng ta ảnh hưởng, đặc biệt là liên quan đến lạm phát. Nên cái việc giá đạm chắc chắn là phải kiểm soát. Đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau sẽ được kiểm soát và sắp tới nữa chúng ta thấy rất nhiều thông tin khác được đưa ra. Anh chị em cố gắng sao chúng ta đọc các thông tin đó. Và các thông tin đó chắc chắn sẽ giảm rất nhiều. Nên cái việc đạm giảm là hết sức bình thường. Anh chị em đã đánh chốt lời T3 rồi. Chúng ta không phù mua nữa. Và bây giờ chúng ta quan sát thôi. Chúng ta không tham lam nữa. Chúng ta chuyển sang dùng 6 cổ phiếu khác. Chúng ta đến với dòng dầu khí. PVD. Anh chị nhìn thấy dòng dầu khí đến bây giờ chúng ta thấy dòng khí xuống một đoạn rất dài rồi. PVD cũng vậy, xuống một đoạn rất dài. Dòng tiền bắt đầu vẫn giúp dịch đi vào nhưng chúng ta thấy chưa có một tạo cái trend lên. MACD vẫn phân kỳ âm. Mặc dù histogram sắp chuyển sang dương, nhưng chúng ta chờ, chúng ta quan sát thêm. Trên thị trường chứng khoán của chúng ta, thay vì chúng ta phu mua sớm, chúng ta chờ xem. Chúng ta không vội vàng gì cả. Anh chị em đánh tài khoản nhỏ, chúng ta có thể lướt T3 được. Nhưng tài khoản lớn, chúng ta không đủ sức để lướt T3. Nó khá rủi ro. Nên anh chị em cứ chờ. Nó tạo trend, anh chị em vào không muộn. Không vội vàng gì cả. Chúng ta chia nhỏ ra. Tạo trẻ để xem nào chắc chắn hơn. PVD chúng ta, một số anh chị em đã mua được quanh phiên này, tạo đáy chúng ta được nguyên. Ta chờ thêm T3 về. PVD nếu lên vùng này, quanh vùng này đó là 23.93. Anh chị em có thể cân nhắc là chúng ta chốt lời đây. Như vậy là nếu cổ phiếu này lên, có thể lên đến vùng 23. 24, anh chị em đã chốt lời quanh vùng 24. 24 có thể chốt lời với PVD. Chúng ta đến cổ phiếu khác, PVS. PVS hôm nay cũng vậy. PVS có phiên tăng điểm,
đó là 4.07. PVS nó có những phiên ở đây. Anh chị em một số anh chị em đã mua thăm dò được. Chúng ta chờ cho T3 về. Đến phiên này thì cũng là phiên chúng ta thấy là phiên T2 rồi. Một số cổ phiếu này đã về T2 rồi. Chúng ta chờ đến phiên này là lên 28, 28.5, 28.5 thì anh chị em có thể chúng ta cân nhắc, chúng ta chốt lời. Mai là T3 về, anh chị em cân nhắc. Chúng ta bắt đầu, chúng ta có thể hạ thì trọng dần, chúng ta chốt lời từng phần. Chúng ta đến với cổ phiếu khác, đó là cổ phiếu PSR. PSR cũng vậy, PSR hôm nay tăng điểm rất nhẹ, chỉ tạo đáy đi lên thôi, không được mạnh bằng PVS và PVD. Nên anh chị em cứ để đấy, chúng ta chưa vội thăm dò với cổ phiếu này, không vội gì cả. Dòng dầu chưa chắc đã lên được, dòng dầu đây chỉ là hồi phục về mặt kỹ thuật, chưa tạo một cái trend đi lên, anh chị em không vội vàng gì cả. Đây là hồi phục kỹ thuật, anh chị em đánh lướt T3. Nên giả sử PVD và PVS ngày mai T3 về, anh chị em có thể chúng ta chốt lời từng phần rồi, chúng ta hạ tỷ trọng chốt lời từng phần. Chúng ta chuyển sang dòng khác, đó là dòng thủy sản VHC. VHC hôm nay TS đã khuyến nghị cho anh chị em rồi. VHC là chúng ta mua quanh vùng này rồi. Như vậy đây được gọi là T0. TS đã cho anh em rất rõ. T1 hôm nay là T2. Chính vì vậy nên anh chị em để ý hôm nay T2 lực chốt lời rất rõ. VHC, VHC chắc chắn là VHC sắp tới nữa. Dòng tiền vào VHC rất tốt. VHC rất có thể VHC vẫn vượt được vùng này. Vượt được vùng 106, 108 sự bình thường. Anh chị em để ý. Về những vùng này đa phần bị chốt lời. Nên anh chị em để ý ngày mai chúng ta là hàng T3 về. T3 về. Hàng T3 về thì anh chị em muốn làm sao? Xoay quanh cái mốc chúng ta có thể thấy có thể lên lại 110. Lên lại 110. 116. 118. 110, ba cái mốc này. Anh chị em có thể chốt lời. Chúng ta chốt lời. Chốt lời từng phần. Với cổ phiếu VSC. Như vậy cổ phiếu này em đã khuyến nghị cho anh chị em hôm nay là T2 rồi, ngày mai là T3. Anh chị em ngày mai là hàng T3 về. Ngày mai mùng 5 tháng 5 là hàng T3 về, anh chị em có thể cân nhắc. Bởi vì hàng cổ phiếu này đã lãi đến hơn 7% rồi, 8%. Ngày mai T3 về, anh chị em có thể cân nhắc. Chúng ta chốt lời từng phần. Quanh 10% chúng ta có thể chốt lời rồi. Nên anh chị em đang cầm cổ phiếu này, chúng ta chốt lời từng phần. Break 110 chúng ta gia tăng thị trọng lại và chúng ta mua thêm. Chúng ta chuyển sang một cổ phiếu khác, một cổ phiếu dòng thủy sản, đó là ANV. ANV cũng vậy, ANV hôm nay cũng là T3 về. Những cổ phiếu này đều cho theo dòng và cho theo nhịp, do vậy hôm nay chúng ta đã thấy ANV cũng vậy, ANV hôm nay cũng là em trong đây là tính không. T1, T2 và ngày mai là ngày 5 tháng 5 là ngày T3. T3 anh chị em đều là được 5 đến 7%, chắc chắn là anh chị em được từ tầm 10% rồi. Phiên 7%, 10%. Hai phiên là 12% rồi. Anh sẽ nắm được đến 12%. Nên ngày mai trong phương án là về lại vùng này, về vùng 40, 48, 49, chúng ta thấy 48, 49, 48 đến 50 là vùng anh chị em có thể chốt lời được. Nếu break được vùng 50, break từ 50 thì anh chị em có thể gia tăng chỉ trọng lại. Nếu break được 50, còn nếu không anh chị em cứ chốt lời trước. Chốt lời quanh vùng này. Chốt lời 850 trước đã. Chúng ta chốt lời vùng này.
Anh cho em để ý là các cổ phiếu về thủy sản ANV. ANV. VHC. Các cổ phiếu này anh chị em đều được thấp nhất là từ 8 đến 12% rồi. Anh chị em chờ ngày mai, trong phiên ngày mai tháng T3 về, ngày 5 tháng 5 về là ngày mai T3, chúng ta chốt lời. Anh chị em để chốt lời những cổ phiếu này, chúng ta chốt lời từng phần, chốt lời từng phần. Như vậy đoạn này chúng ta vẫn ưu tiên là T3, chúng ta chờ xác nhận những điểm chúng ta vào phải T3 thôi. Chúng ta vào không phải muộn, không phải sớm, chúng ta không lo thị trường gãy lại, chúng ta cứ vào từng điểm một và chốt lời chúng ta ra từng điểm một. Như vậy là những cổ phiếu liên quan đến dòng thủy sản ANV, VHC anh chị hoàn toàn chúng ta có thể chốt lời được rồi. Chúng ta T3 đã về. Chúng ta chuyển sang một dòng cổ phiếu khác. Dòng thép thì chúng ta đã thấy rồi, chúng ta cùng xem dòng thép. Dòng thép hôm nay chị đã thấy dòng thép cũng một phiên giảm điểm. Chúng ta chưa vội, chúng ta đánh lướt T3. Hòa Phát lướt T3 hôm trước em đã cho lướt T3 và cho anh em ra ra Hòa Phát T3 rồi. Còn với Hoa Sen và Nam Kim, Hoa Sen thì em đã nói rồi, Hoa Sen và Nam Kim đều rút củi đáy nồi cả, em nói rất rõ. Một số anh chị em đọc cái báo cáo tài chính của Hoa Sen là chị em thấy là báo cáo tài chính của Hoa Sen đã sụt giảm rất nhiều trong quý một vừa qua, nên cái việc Hoa Sen giảm là hoàn toàn bình thường. Hoa Sen giảm là hoàn toàn bình thường thôi. Do vậy là việc giá cổ phiếu giảm, dòng tiền rút ra là phù hợp với báo cáo tài chính của Hoa Sen. Anh chị em để ý là chúng ta thấy hoàn toàn phù hợp cả. Dòng tiền vẫn rút ra, Hoa Sen chưa có một trend tăng nào cả, nên chúng ta không vội vào với cổ phiếu này. Chúng ta chờ xem chúng ta không vội. Nếu anh chị bắt đáy nữa này, chúng ta chưa biết đâu vào đáy cả, chúng ta có thể lại lỗ lại rồi. Nên anh chị em để hàng về cứ T3 chúng ta chốt đã, có thể lỗ có thể được. Anh chị em nếu đánh lướt chúng ta cứ T3, nguyên tắc loại này thị trường chúng ta chỉ lướt T cộng 3. Anh chị em giữ đúng nguyên tắc hàng về T cộng 3 là anh chị em phải cắt lỗ nếu mà lỗ xuống. Nếu anh chị em tham những cổ phiếu này chúng ta cắt lỗ, đảm bảo là cắt lỗ để đảm bảo cái việc rủi ro thấp nhất cho chúng ta. Hàng về lãi chúng ta chốt lời, đảm bảo chúng ta có lãi này. Như vậy anh chị em thấy là Hoa Sen rồi Nam Kim thì sao? Nam Kim cũng vậy, chúng ta chưa vội vàng gì cả, chúng ta lướt T3 thôi. T3 hàng về hôm trước cùng với Hoàng Phát, anh chị em thấy lướt được T3 rồi, chúng ta chốt cổ phiếu này. Hôm nay rằng chúng ta chưa vội vàng gì cả, cổ phiếu này chưa tạo trend, chúng ta không vội gì cả. Như vậy là những cổ phiếu thép em đã nói rất rõ rồi, chúng ta lướt T3 đối với cổ phiếu thép. Chúng ta chuyển sang dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán chúng ta có thể thấy một số cổ phiếu đã giảm rất sâu. Chúng ta thấy ở đây có thể chúng ta nhìn thấy đó là SHS. SHS các anh chị đã thấy dòng tiền vào, histogram chuyển bị dương và sẽ chuyển cắt lên. Anh chị em thấy những phiên đi ngang, những phiên rũ bỏ, những phiên rũ bỏ, đây là những phiên rũ bỏ. Đoạn vừa rồi SHS có chiếc cổ tức anh chị em đã để rồi và sau đó cổ phiếu xuống, cổ phiếu xuống rất nhiều và đây thì SHS đã tạo một cái đáy quanh đây và hôm nay là phiên rũ bỏ. Rũ bỏ như vốn này vốn không quá lớn, vốn hôm nay chỉ có 2.200 2 triệu 2 2,2 2,2 triệu cổ phiếu giao dịch thôi. Như vậy là cũng không quá lớn, anh xem đấy phiên hôm nay không quá lớn, không quá lớn, rất ít phiên máy, phiên giao dịch không quá lớn, mà đặc biệt anh xem đấy dòng tiền bắt đầu vào nên về vùng này quanh 17 17 ở vùng này anh xem đấy
đặc biệt 17, 17.8, 18.5, 17, 18.5 anh chị em có thể mua vào. Anh chị em có thể mua vào. Chúng ta mua thăm dò trước, chúng ta không vội mua tài khoản lớn, chúng ta mua thăm dò trước. Chúng ta thăm dò trước. Chúng ta mua thăm dò những cổ phiếu này. Chúng ta cùng chuyển sang một cổ phiếu khác. Chúng ta có thể chuyển sang một cổ phiếu khác của dòng này, HCM. HCM cũng vậy, dòng tiền đang vào. Dòng tiền đang vào. Hôm nay HCM có thể xuống với thị trường chung đi xuống thôi. Chúng ta chờ sang phiên mai HCM sẽ tạo đáy ra sao. Chúng ta cùng chờ xem. Như vậy là chúng ta đi qua một số cổ phiếu và một số dòng cổ phiếu rồi. Chúng ta cùng quay lại đối với thị trường. Chúng ta đến với VN30 đầu tiên. VN30 hôm nay chúng ta đã thấy VN30 hôm nay chỉ là cách vẽ trend thôi. Chỉ là cách vẽ trend. Còn trong phiên ngày mai chúng ta xem VN30 sẽ thế nào. Anh chị em đã thấy MACD vẫn muốn kéo xuống nữa. Có thể là sẽ phải test lại. VN30 mong muốn là chính là VN30 điều tiết. Có thể thị trường sẽ phải test lại của 1370. 1370. Như vậy thị trường có thể giảm. VN30 có thể giảm đến 20 điểm. VN30 giảm 20 điểm. Thị trường có thể giảm. Chúng ta để ý là thị trường có thể giảm 10 điểm. Anh chị em hết sức để ý. VN30 hiện tại VN30 đang muốn bẻ gãy chen. Mục đích chính là gì? Bẻ gãy chen. Chưa tạo một cái chen đi lên ngay được. Mục đích là giữ bỏ nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nhưng thực chất VN30 anh chị nhìn thấy VN30 hiện tại chỉ là rung lắc thôi. Chưa một gãy một chen đâu. Này chị yên tâm. MACD histogram bắt đầu sóc phân kỳ dương rồi. Chúng ta chờ xem. Còn hiện tại chưa cắt lên thôi. Chúng ta chờ xem. Dòng tiền hiện tại dòng tiền vẫn đang đi ngang, chưa rút ra nhiều. Chúng ta không cần quá lo lắng gì cả. Như vậy thị trường với VN30 tác động chủ yếu với thị trường đoạn này. Nên anh chị em để ý là VN30 tác động rất nhiều thị trường đoạn này. Nên chúng ta phải theo dõi rất sát VN30. Như vậy là VN30 rất có thể VN30 ngày mai có thể về 1370, 1360. Thị trường sẽ có thể giảm đến 20 điểm, 20 điểm từ VN30. Nếu thị trường giảm 20 điểm thì rất có thể VN Index sẽ giảm cả 10 điểm. Nếu VN Index giảm 10 điểm, chúng ta xem. Nếu có thể giảm 10 điểm là VN Index có thể về vùng này. Anh chị em để ý. VN30 giảm 20 điểm. Đúng 20 điểm. Thì VN Index VN sẽ giảm là 10 điểm. Có thể 10-15 điểm. Nếu giảm 10-15 điểm, chúng ta thấy là 1348. 1348 trừ đi 15. 1348 trừ đi 15. Anh chị thấy rằng 1348 trừ 15 thì chúng ta ở đây 1348 trừ 15 là chúng ta sẽ có vùng 1333. Như vậy là ngày mai xu hướng của chúng ta là VN-Index. VN-Index cần test lại vùng này. Test lại mốc 1320. Hai mốc này chém hết sức đầy trong phiên ngày mai. VN-Index sẽ cần test lại vùng này 1320, 1330. Như vậy anh chém để ý này. Hai vùng này là hai vùng rất sức quan trọng. Cần test lại 1320, 1330. Sau đó thì chúng ta xem thị trường sẽ hồi phục hay không. Còn hiện tại anh chém để ý. Dòng tiền vẫn vào VN-Index.
Anh chị em mình dòng tiền vẫn vào về đây. Histogram đã dần chuyển xưa rồi. Nên việc thị trường có test lại vùng 1320. 1320. 1330. Sau đó sẽ lên lại thôi. Anh chị em cũng không quá lo lắng gì cả. Thị trường có thể sẽ test lại 1320, 1330. Vì chúng ta thấy VN30 có thể giảm 20, 30 điểm. Và VN-Index có thể giảm là 10, 15 điểm. Và chúng ta thấy khi 1348 trừ 15 điểm, thị trường sẽ về lại mức này. Đó là 1333. Và thị trường sẽ cần test lại đó là vùng 1320, 1330. Như vậy trong phương án ngày mai chúng ta để ý rất rõ hai mức này. 1320, 1330, thị trường cần test lại vùng này, sau đó tiếp tục đi lên, tạo một cái trend đi lên. Một cái trend đi lên bền vững. Anh chị cũng không cần quá lo lắng gì cả. Mọi kế hoạch thì chúng ta đã thấy là theo từng phiên một chúng ta sẽ có kế hoạch phiên tiếp theo. Chúng ta không biết cái gì là phía trước, vì không ai biết trước được ngày mai như thế nào. Nhưng chúng ta cùng theo S thì S bao giờ cũng thế, định hướng cho anh chị em có cơ sở chứ không phải đơn giản là chúng ta cứ nhìn thị trường và chúng ta phán là về bao nhiêu. Không phải, chúng ta có cơ sở tại sao lại như vậy rất rõ ràng. Nên trong các bản tin của S, S đều nói lý do tại sao. Và thị trường hôm nay chắc chắn lại như vậy. Trong phiên ngày mai thị trường sẽ test lại một ngày thôi. Anh chị em cũng không cần quá lo lắng gì cả. Thị trường rất khó có thể về 1280. Nên anh chị em cứ yên tâm. Chúng ta không quá lo lắng thị trường về 1280 hay 1220. Rất nhiều đội nhóm có thể nói là thị trường có thể về 1280 rồi 1220. Anh chị em kiên định. Chúng ta không quá lo lắng gì cả. Thị trường chỉ cần test lại một ngày thôi. Đó là 1320, 1330. Sau đó thì sẽ có lực cọc vào đây. Và thị trường sẽ lên lại. Và lần này sẽ tạo một cái đáy cao hơn đáy trước và tạo một cái trend. Anh chị em thấy một cái trend đi lên ở đây. Một cái trend. Và thị trường sẽ tạo một cái trend đi lên. Đây, thị trường sẽ tạo một cái trend đi lên như thế này. Nên anh chị em không cần quá lo lắng gì cả. Anh chị em yên tâm. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch cả. Thị trường có lên có xuống. Thị trường có lên có xuống. Chúng ta không cần quá lo lắng gì cả. Anh chị em không cần quá lo lắng. Thị trường sẽ test lại vùng này. 1320, 1330. Sau đó sẽ lên lại. Và thị trường sẽ lên. Tạo một cái nền bền vững và tạo lại hai đáy. Và đáy sau cao hơn đáy trước. Tạo một cái trend bền vững đi lên. Như vậy là thật sự tốt, thị trường sẽ chắc chắn. Thay vì lên không có nền thì thị trường sẽ xuống rất nhanh. Thì đây hiện tại thị trường đã test như thế này, rất tốt. Thị trường sẽ lên lại vùng này 1480. Nên anh chị em không cần quá lo lắng gì cả. Và em đã trao đổi rất nhiều với anh chị em. Đó là tháng 5 không phải là 7 mây. Chúng ta yên tâm. Chúng ta cùng chờ xem tháng 5 có phải là 7 mây không. Chúng ta chờ xem. Mọi việc đều ở phía trước. Đấy là sự kỳ diệu. Chúng ta cùng chờ xem những điều kiểu diệu ấy nó đến như thế nào. Mỗi một ngày là một niềm vui. Chúng ta có những nỗi buồn, có những niềm vui rồi sẽ đi qua. Nhưng cái đó mới là cái quan trọng. Nên anh chị em yên tâm, chúng ta không cần lo lắng quá nhiều. Thị trường chỉ về vùng này thôi, về 1320, 1330, sau đó sẽ lên lại. Nên anh chị em yên tâm. Và cái buổi trao đổi của S hôm nay dành cho anh chị em cũng khá là dài. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Và trong buổi tiếp theo nữa, buổi tiếp theo về nhận định thị trường và khuyến nghị cổ phiếu cho ngày 6 tháng 5, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Và bây giờ, em xin gửi lời chào và kính chúc anh chị em có phiên giao dịch hiệu quả và thành công trong phiên ngày mai, ngày 5 tháng 5 của 2022. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em.